dầu gội Phủ Nông. Hello mọi người, giới thiệu với mọi người, đây là chai dầu gội Phủ Nông của Trần Kim Quyền bên nhà em nè. Dạ, có chai này rồi thì chị em mình không cần phải ra tiệm hồ chờ đợi lâu nè. Mình vừa tiết kiệm được thời gian mà vừa tiết kiệm được chi phí nữa. Bây giờ em sẽ phun nó ra cho mọi người cùng xem nha. Đây nha mọi người, đây là chai dầu gội Phủ Nông nè. Và nó sẽ chó cho mình một cái lược nữa. Và một cặp bao tay nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ gắm cái lược vào cái chai dầu gội nè. Đây, mọi người thấy không? Ở phía ngay cái chai này nè mọi người, ngay đây nè, nó có một cái nắp nè. Mình sẽ gỡ cái nắp này ra. Đó. Ở phía đầu này nó có một cái nút nè, để mình ấn á. Khi mà mình ấn xuống thì dầu gội nó sẽ xuống trên cái lược này. Và mình sẽ dùng nó là mình chảy đều lên đầu, lên tóc của mình hết. Và mình sau khi mình chảy đều xong thì mình để từ 10 đến 30 phút tùy theo độ sáng tối mà mình muốn. Sau đó mình sẽ xả sạch lại bằng nước nha. Chai dầu gội Phủ Nông này được làm hoàn toàn từ thảo mộc thiên nhiên, không hề có hóa chất, bầu bì hay mẹ biển hoặc em gì đều sử dụng được hết nha mọi người. Và một chai này mình gọi được 4-5 lần lẫn nè. Có ai còn thắc mắc hay cần tư vấn gì thêm thì liên hệ cho em qua số hotline là 0971 534057 hoặc inbox trực tiếp cho em sẽ tư vấn cụ thể cho mình nha.